Cái này là băng cối nha anh em. Đó còn mấy cái 2 nè, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 miếng. Tất cả là băng của Mỹ nha. Băng này là Scott này, đủ sợi 17 cái anh em lấy hết luôn nha. Là 650 ngàn nhân lên. Ok chưa? Là băng miếng riêu luôn anh em ơi. Xịn nó nhân Mỹ ua đa nha. Còn nếu mà anh em lấy một hai cái thì nhích hơn chút xíu nha nè. Đó, nó y như nhau hết rồi nha. Bảo đảm nha, cái nào cũng có dây hết nha. Nhạc thì nhạc Tây, nhạc nước ngoài á. Này nó còn dán luôn này, thấy không? Đó, y như nhau hết nha anh em. Đó, 17 miếng nhân cho 650 ngàn rồi. Anh em rinh hết luôn rồi nha. 650k. Ok chưa? Anh em nào lấy hết nha, 650. Còn lé thì nhích hơn chút nha. Anh em nào có điều kiện thì lấy hết lâm dùm luôn đi cho nó gọn, nó rộng nha. Đó, anh em nào cần thì mình chập lại cho.